Gì? Nay bán bánh trung thu rồi à? Chị mua bánh mở hàng giúp em đi. Bao nhiêu một cái? 120 nha chị. Chị, bánh cô làm bằng vàng à? Bánh nóng hổi mới ra lò, ở đâu bán cũng vậy á chị. Đằng kia người ta bán 30, 40 tôi còn không mua. Bánh nhà em có thương hiệu mà chị. Thương hiệu mà không có hạn sử dụng. À? Hay chị ăn bánh mía đi, có 30k à. Đồ quỷ này ăn gì? Cũng ngon lắm chị. Cô có thấy ai trung thu ăn bánh mía không? À, em còn có loại bánh trung thu nhỏ. Loại này có trứng không? Loại này có nhân không trứng. Nhân không trứng sao ăn? À thì tôi đùa á. Chị vui tánh ghê. Chị lấy loại nào nè? Tôi hỏi chơi thôi chứ tiền đâu mà mua.